Bà lão này cả ngày không làm việc chỉ thờ thần tài. Ông lão thì cực nhọc làm việc sớm tối, cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch, nhìn những hạt ngô vàng ươm, bà lão lại nói đều là do công lao của thần Phật. Ông xem, tôi không nhìn ra nó thần thông chỗ nào. Ai yêu không được đắc tội thần Phật đâu. Từ đó về sau bà càng bán sức thắp hương dập đầu, dùng toàn bộ tiền trong nhà mua hương. Ngày qua ngày, mặc dù ông lão đã làm việc rất chăm chỉ để có một vụ mùa bội thu, nhưng cuộc sống của họ vẫn nghèo nàn như cũ. Ngày ngày húp cháo ăn rau, không thể no bụng chỉ biết thắt lưng buộc bụng, nhìn củ cải duy nhất còn sót lại trên đĩa. Ông già không thể chịu đựng được nữa, chỉ trích bà lão ngày ngày chỉ biết thắp hương bái Phật, khiến lương thực mình làm ra đổi hết hành hương khói. Bà lão lại không cho là vậy, bà cảm thấy cuộc sống được như bây giờ đều là nhờ thần Phật phù hộ. Ông lão càng nghĩ càng tức giận, cả ngày chỉ biết tốn tiền mua hương bái Phật, phải sống thế nào mới tốt đây? Hành động này khiến bà lão sợ tột lùn, bà vội vàng khẩn cầu thần Phật tha thứ. Ông không kính thần, khiến thần Phật chạy mất, những ngày sau này phải sống làm sao? Trời ơi thật tội lỗi. Nói rồi bà lại cung kính thắp cắm lại hương, lại kéo ông lão đến nhất quyết bắt ông cúi đầu tạ tội. Ông lão nào có chịu, hai người nói qua nói lại liền cãi nhau. Sau đó ông lão chán nản ngồi hút thuốc, nhìn người vợ mê tín ông đột nhiên nghĩ ra một cách. Đến đêm ông lão đợi vợ đi nằm, liền thập thò đến bên cạnh bà. Sau khi chắc chắn rằng bà lão đã ngủ, ông lấy ra một sợi len dài buộc vào lư hương, giữ đầu còn lại trong tay, sau đó quay trở lại giường. Sau khi nằm lại ông lão lại kéo dây, chỉ nghe rầm một tiếng, lư hương bị vỡ nát, tiếng ồn đánh thức bà lão. Bà vội vàng thắp đèn xem thế nào, ông lão nhân cơ hội kéo lại sợi dây về, sau đó trùm chăn kín đầu. Bà lão nhìn lư hương vương vãi dưới đất, lập tức vô cùng hoảng loạn. Lúc này ông lão bên cạnh đột nhiên hét lên, thần tài à tha mạng cho tôi. Ông à ông sao vậy? Tha mạng cho tôi, ôi thần tài, hãy tha mạng cho tôi sắp trầu trời rồi. Bà lão vẫn chưa phản ứng lại có chuyện gì, ông lão lại nói thần tài vừa hiển linh, vì ban ngày mình bất kính với thần tài, ngài đi khỏi bàn thờ đạp đổ lư hương. Còn túm cổ ông lão muốn đưa đi gặp Diêm Vương. Khi bà lão đang phiền não, ông lão lại nói ông đã cầu xin thần tài rồi, thần tài nguyện ý cho ông thêm một năm tuổi thọ. Nhưng điều kiện là bà lão phải ở nhà đan len một năm, còn mình mỗi ngày lên chùa thắp hương. Bà lão nghe vậy tin sái cổ, vì vậy bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày bà lão đều chuẩn bị đồ lễ cho ông từ sớm. Sau khi đưa ông lão đi, bà ở nhà chuyên tâm đan len. Ông lão nhìn thấy mọi thứ lén lút cười, ông đương nhiên sẽ không lên núi thắp hương, chỉ giả vờ bước ra khỏi nhà với cái túi trên lưng. Nhân lúc bà lão ông chú ý thì đặt túi xuống, cầm cuốc đi làm ruộng. Ngày qua ngày, thời hạn một năm sắp đến, bà lão đan len ngày càng nhiều, người thì ngày càng đau thương. Ngày thứ 30 tháng cuối cùng bà vô cùng đau lòng. Nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng của chồng mình, ngược lại ông lão lại rất bình tĩnh. Ông đeo túi lên lưng, cầm lấy len bà lão đã đan một năm nay đi ra ngoài. Bà lão ở nhà vừa khóc vừa đan tiếp, đợi ông lão quay về gặp mặt lần cuối. Đến tối ông lão trở lại, từ xa đã nghe thấy tiếng hát của ông, bên cạnh còn có thêm một con trâu đi theo, một chiếc xe cùng một số hàng cho năm mới. Bà lão nhìn số hàng này vô cùng kinh ngạc. Ông lão cười nói số đồ này đều là của nhà chúng ta. Yên tâm. Bà à, bà đan len một năm nay, tôi chăm chỉ là việc một năm, kiếm được tiền để mua gia súc, còn có bánh xe quay nữa. Ngày tháng sau này dễ dàng hơn rồi. Thấy bà lão vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, ông già mới thừa nhận cả năm nay mình không hề thắp hương. Thần tài rõ ràng là tự mình là ra, ông chỉ muốn lừa bà lão ít bái thần làm việc nhiều hơn. Quả nhiên sau một năm chăm chỉ làm việc, cuộc sống dư giả hơn nhiều. Ông lão mỉm cười lôi bức tranh trong người ra, bà lão lập tức tỉnh ngộ, bà chủ động dỡ bỏ ảnh thờ thần tài, đổi thành một bức em bé, quyết tâm sau này sống có ích hơn.